Hello, xin chào các bạn, mình là Tiến Minh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trò chơi bắn súng. Mình là Ngọc Huy mới. Đây là tôi cầm gấu bông bông hưu. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trò chơi bắn súng. Bắn súng, cái này mới tả xong đấy. Mới tả trước các bạn. Mình bắt đầu chơi đi. Bạn Minh bắt đầu chơi đi. Bây giờ trong đây có cả trò, có cả bài hát ấy. Bài hát mình có thể yêu thích của mình, có cả bài hot nè, bài new nè. Đúng không? Bằng quá. Hát. Chơi nhiều cái này rồi. Mình cũng chơi nhiều cái này. Mình cũng chơi nhiều rồi, mình chỉ mình quen là mình biết, chúng ta sẽ biết chơi cho các bạn xem. Bây giờ bạn Minh sẽ chơi trước, đến sau đến chị Nhi chơi sau nhá. Mình sẽ đầu tiên là mình sẽ chơi tiếng Fred các bạn ơi. Mình đã thua à? Mình thắng rồi. À mình thắng rồi, giờ đến lượt chị Nhi đúng không? Ok. Trong đấy mình cứ su. Thì trong đấy mình sẽ chọn cái nào? Mình đã chơi xong. Không, chọn phát nè. Chứ không có đủ tiền các bạn ơi. Mình sẽ ấn vào phát. Mình có thể nói sang tân tải. Mình sẽ thoát ra đây nè. Ui. Mình sẽ chọn về ly và mất đấy. Đó thì cho hộ mình ấy. Mình có một team thôi, team cuối cùng mà mình chơi mà mình thắng. Trò này hơi khó. Team chuyển đi cho của mình, người của mình dễ. Lại là con bây giờ tên nó sẽ là Natural. Và xong đây có cả súng mới, súng có tiền. Đây. Kia mà là khó. Quá dễ. Khó lắm. Hay. Quá dễ các bạn ơi. Dễ. Cái này rất là dễ mà khó lắm. Mà các bạn và mình chơi và rút nhỉ các bạn ơi. Nhưng mà giờ mình chơi. No. Thế
bánh nhiều lắm. Cái gì gọi chấm 3 chấm các bạn ơi? Ở đây không phải là sao mới có cả trò chơi đấy. Lúc thì là pháp, lúc thì là phải quần cá quá này. Nó quần cá không cho đấy. Chắc là mình bị tắt. Có thể đã bị tắt mạng của chúng ta. Tắt đi rồi. Ấy quần cáo đi. Ô, tí em mấy bài mới cơ mà. Vì hâm nhở. Hay thật. Cho biết không cần, con mới có quảng cáo là cái bài mới cho các bạn ơi. Cái gì? Ai hơn? Phút hơn à? Nói chút không các bạn ơi. Phải nói chút không. Rồi mình sẽ đợi mạng. Các bạn ơi đợi mạng gì đã? Lúc đầu thì nó không có quảng cáo. Ừ. À nó mạng hơi chậm chậm chà. Đó. Và trong đấy phải có tiền đấy các bạn ơi. Nhưng mình không biết bao nhiêu tiền mà là đủ 20 đấy các bạn ơi. Mình sẽ chơi trò. Mình không muốn là chơi là kiểu đấy nhá. Nhưng mà trong bài hát mình phải có tiền các bạn ơi. Được chưa? Mình thắng mình ấy sẽ tiếp đó. Mình thắng mình. Đâu rồi? Rồi không? Giỏi thật chị cũng chơi màn này mới rồi. Chưa, chị chưa chơi. Chơi màn này. Thế mình không chơi rồi à? Không, mình không chơi chơi. Chỉ màn nào dễ đâu. Đấy. Nó hơi đạn giữa nó khó á. Mình có chơi được không? Mình chơi đi, mình chơi với bạn. Các bạn ơi, đạn giữa. Mình là đạn giữa khó, mình là đạn. Đạn đầu tiên mới khó. First là mình là chọn đạn. Chọn cái bài hát cho chúng mình một chút nha. Trong đây có cả bài bài có tiền. Tiền mình phải chơi nhiều và mình cấp tiền các bạn ơi. Và mình cứ múa. River đi là cái tiếng này hay và tự nhiên. Mà nó khó lắm, mà nó dễ ăn mà nó ăn được ba tim. Nhưng mà mình cũng là tiền thế này. Thế mình chơi đi. Bài hát này tên là bánh gì không? Đây là bạn, đây là quảng cáo các bạn ơi. Đây. Và cái này là mình không biết vì là mình đã qua các bạn ơi.
kiểu này đây. Mình nghe rồi, nghe cái đấy rồi mình biết. Đi à bô, à bô, hay thật. À bô, à bô, à bi, à bô, à bô, à bô. Linh. Chơi đi. Đợi một chút nha các bạn, cái này bị hâm sát sao bật lạ các bạn ạ. Sao phải sát sát sao bật lạ bạn, nhanh nhẩu không nên nhanh nhẩu ấy, không nên qua với mình nhá, mình nhanh nhẩu cái chân nhanh nhẩu cái lưỡi mừng cười đó. Thì đờ đờ con hơn. Ừ. Hôm nay không nhưng... Thôi được rồi, hôm nay thì mình chỉ chơi thế thôi. Thôi tạm biệt các bạn nè, gặp lại các bạn trong vài ngày mai nào. Chị Nhi tạm biệt các bạn đi. Bye bye. Em see you again. Chào các bạn nè. Ok. Everyone, sorry everyone. Mình chào bạn chưa? Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai nha. Bye. Ok. Bye.